Xin chào cả nhà, hôm nay Nightsoy sẽ hướng dẫn chúng ta bí quyết tạo nên những phân cảnh hoạt hình vô cùng sống động 100% bằng PowerPoint để thiết kế những video marketing, bài giảng e-learning thực sự ấn tượng và đột phá. Điều bất ngờ nhất trong những giây vừa qua đó là làm cách nào mình đã tạo được nhân vật nói chuyện lặp lại liên tục như vậy. Đầu tiên, mình sẽ thiết kế liên tiếp hàng loạt những slide của nhân vật. Mỗi slide mình sẽ điều chỉnh từng chút một góc mặt, lông mày, đôi mắt và đặc biệt là cử chỉ của miệng, giống như cách làm hoạt hình kiểu frame by frame ngày xưa. Bí quyết tùy chỉnh được khuôn miệng theo mong muốn, chúng ta có thể xem lại video hướng dẫn vẽ logo Vietcombank của mình nha. Trước khi biến chuỗi slide thành ảnh động, chúng ta sẽ phải chọn một slide rồi nhấn Ctrl A để chọn toàn bộ, sau đó vào Nightsoy 2. Trong Transition, chúng ta sẽ để chuyển cảnh là None để các phân cảnh chạy nối liền nhau. Sau đó chúng ta vào File, chọn Export, chọn Tạo ảnh GIF. Đây chính là tính năng độc quyền chỉ có tại Office 365. Chúng ta chọn độ phân giải lớn nhất, tích chọn nền ảnh trong suốt, chỉnh thời gian chuyển cảnh là 0 giây, chọn phân đoạn mong muốn, mặc định sẽ là tất cả slide rồi nhấn Create. Tiến trình tạo ảnh GIF diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Sau đó rồi, chúng ta sẽ chèn ảnh vào trong slide và nhấn nút play. Quá tuyệt vời, chúng ta sẽ sở hữu ngay một nhân vật đang nói chuyện tương tác vô cùng bắt mắt. Quan trọng nhất là ảnh không hề có nền để dễ dàng sáng tạo và kết hợp với các vật thể ở trên slide. Giá trị lớn nhất mà tính năng tạo ảnh động này mang lại đó chính là tạo phân cảnh người đi bộ, người chạy, một điều vốn tưởng chừng là không thể trên PowerPoint. Mình đã tạo ra 29 slide với cử chỉ của tất cả bộ phận nhân vật được thay đổi từng chút một trên từng slide. Chúng ta sẽ lại chọn Transition là None rồi tạo ảnh GIF giống như ví dụ trước, và thành quả chúng ta có được sẽ vô cùng mỹ mãn. Hơn thế nữa, chúng ta có thể thêm hiệu ứng Lights để nhân vật có thể đi bộ từ bên này sang bên kia của slide, từ đó tạo nên một phân cảnh thành phố sống động như một giấc mơ vậy. Mình đã tạo ra hàng loạt những nhân vật chuyển động dựa trên phương thức vô cùng đơn giản vừa rồi, và những video chúng ta có được thực sự sẽ khiến khán giả cứ ngỡ là được biên tập trên những phần mềm kỹ xảo phức tạp như After Effects. Và đặc biệt, có những chuyển động chúng ta chỉ có thể tạo ra bằng hiệu ứng Morph đột phá của PowerPoint 365, nhưng nhược điểm là các hiệu ứng chuyển cảnh sẽ không lặp lại được. Mình sẽ lại tạo ảnh GIF từ 3 slide này giống như ví dụ trước, và kết quả chúng ta sẽ sở hữu một nhân vật đang tập thể dục không ngừng nghỉ để giới thiệu về bài giảng hay ứng dụng tập gym của chúng ta một cách lôi cuốn và ấn tượng. Tuyệt vời hơn nữa, có rất nhiều học viên Nightsoy hỏi mình làm sao xuất được video không nền từ PowerPoint, thì đây chính là câu trả lời. Với tính năng tạo ảnh GIF, mình có thể dễ dàng tạo ra intro cực kỳ chất và hoàn toàn không có nền cho bộ phim Squid Game đình đám, để qua đó dễ dàng lồng vào các video và kết hợp với các phần mềm biên dựng phim của chúng ta. Cuối cùng, trên slide ở đây, mình đã tạo hiệu ứng chuyển động cho một chú mèo rất đáng yêu như thế này. Và chúng ta hoàn toàn có thể biến slide này thành một emoji cực xịn cho Messenger của Facebook thông qua tạo ảnh GIF, từ đó gia tăng tối đa xác suất tỏ tình thành công với người ấy vào dịp đặc biệt và khẳng định đẳng cấp chúng ta là một người giỏi thiết kế PowerPoint. Chỉ một tính năng tạo ảnh GIF đơn thuần, Nightsoy đã giúp chúng ta khai phá hàng loạt tư duy ứng dụng sáng tạo khác biệt và đột phá để sở hữu những phân cảnh hoạt hình chuyển động, những họa tiết trang trí sống động đến không ngờ. Giá trị lớn nhất mà Nightsoy mang đến cho học viên của mình đó chính là giúp học viên nâng tầm cả tư duy lẫn kỹ năng thiết kế. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của Nightsoy để sở hữu miễn phí trọn đời Office 365 và bộ công cụ của Nightsoy, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.